em xin chào cả nhà hôm nay lê ngọc làm video mới giới thiệu với cả nhà một số chậu mini gia hàng cây tơ rất là đẹp à, mini gia thì nó có nhiều mặt hoa à, nở ra có điểm khác nhau tím nhiều hoặc là trắng nhiều nhưng mà những cái đặc điểm này thì khi cây chưa nở hoa thì sẽ không chọn màu được ha chủ yếu là mình chọn là thân lái đẹp và nhiều thân tơ thôi Cả nhà mình có thể thuần lên chậu hoặc là ghép lên trụ giống như thế này Dòng mini da thì cây nó rất là xiên hoa Và bây giờ em đang có một cái lô chậu phi 12 và phi 10 Rất là nhiều thân tơ à, Chưa có lên hoa Nên là cả nhà mình sưu tầm những cái dòng thân tơ này á Mình về mình có thể ghép liền lên chậu được hoặc là mình có thể ghép lên gốc cây để mình chơi à, sau khi ghép khoảng một tháng đến 2 tháng thì cây nó sẽ cho hoa ha Mini Gia chậu phim 12 thì hiện giờ đang trồng bằng giá thể vỏ dừa à, Sau khi cả nhà mình mua về thì mình có thể gỡ bớt cái vỏ dừa này ra à, Và mình ghép chung nhiều góc lại với nhau Giống như cái chậu đầu tiên trong video em quay cho cả nhà xem có rất là nhiều hoa trong chậu phi 30 á. À, Chậu đó được thuần ghép từ 4 đến 5 cây à, Tùy theo mình là thích nhiều thân hay là ít thân thì mình có thể chọn lựa ghép từ 3 cây tới 5 cây à, trong chậu đó thì khi mà ghép xong khoảng tầm 2 tháng trở lại thì cây sẽ bắt đầu cho hoa Và trong cái thời gian mình ghép thì mình sẽ phun kích rễ định kỳ Để cho cái cây vừa có thể nuôi được vòi hoa và vừa ra rễ để nuôi thân ha Và cả nhà mình lưu ý khi mà mình ghép thuần cây những cái cây tơ như thế này và chưa có vòi hoa thì mình cần lưu ý ở cái cách tưới nước và cái giá thể của mình khi mà mình ghép những cái dòng cây à, tơ lên chậu À, ở nhà mình trồng chơi muốn trồng lâu dài và à, đơn giản hơn trong cách chăm sóc thì mình nên chọn có thể là vỏ thông sạch à, để mình có thể trồng được thời gian dài hơn và sau khi mà mình ghép xong thì mình lưu ý tưới nước à, vừa phải không tưới quá nhiều và kích rễ định kỳ thì cái cây của mình nó sẽ phát triển ổn định bình thường và có thể nuôi hoa luôn và không có bị mất sức ha à, mini da chậu phi 12 thì đợt này em bán theo bộ 6 cây à, một bộ 6 cây vậy là có giá là 350 ngàn Cả nhà mua từ 10 cây thì em sẽ tặng một cây ha Đợt này thì cây rất là đẹp à, Có những cây thân to Thân to thì nó sẽ ít thân Còn mà thân lùng á, thì lùm thì nó sẽ nhiều thân Tại vì lâu này á, thì đa phần là thân tơ Có một số cây chưa có đứng ngọn nên là cả nhà thấy là những cái chậu này nó rất là nhiều thân tơ đang lên à, Cả nhà yêu thích sưu tầm những dòng mini da để mình lên thuần chậu đẹp như thế này à, Hoặc là có thể ghép lên gốc cây thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại góc dưới màn hình để đặt hàng ha Em cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và xem video của em Chúc cả nhà có thật là nhiều sức khỏe Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những phần video sau